Bạn nào thích Rolex Desert mà chưa có đủ điều kiện như em không ạ? Thì hôm nay chúng ta có Olympia Sportmaster 89322. Một chiếc đồng hồ mà phải nói là cực kỳ hot trong giới đồng hồ. Nhất là những anh em nào mà yêu thích những kiểu dáng như là của Rolex, bởi vì Olympia nó có những cái mẫu khá là tương đồng với Rolex, nó rất đẹp, rất ấn tượng đấy ạ. Cái này thì hoàn toàn là không vi phạm pháp luật cho bác nhé. Trong thế giới đồng hồ thì nó có một cái thuật ngữ gọi là homemade. Tức là khi mà hết cái thời gian bảo hộ độc quyền kiểu dáng thì những cái thương hiệu nhỏ hơn họ có thể sử dụng lại kiểu dáng đấy. Và Olympianus là một đơn vị mà sẽ có những cái mẫu với thiết kế gần như là hao hao với kiểu dáng nguyên thủy nhất của Rolex Desert. Nhưng cái mức giá thì rất là phải chăng. Như trước em đang cầm trên tay, 4 triệu 200 ngàn, size 36mm, thiết kế niềng băm, dây Jubilee, nhìn không khác gì Rolex Desert cả. Mà giá thì rất là mềm các bác ạ. Option thì nhiều, đảm bảo với các bác trong cái tầm giá 4 triệu 2 thì đây cũng là một trong những gọi là quái vật đấy. Bởi vì chúng ta có kính sapphire này, kính giọt nước này, niềng băm thiết kế dây Jubilee rất đẹp khi mà lên tay này. Trang bị kim gó dạ quang nhẹ này. Đấy, núm thì là núm cổ trai. Máy thì sao? Máy NH mua của Seiko. Nó tương đương với máy cấu hình 4R của Seiko mà trong tầm giá 4 triệu 2 mà sử dụng máy 4R thì thật sự các bác là quá ngon đi đúng không ạ? Mà giá thì thật sự rất rất hấp dẫn. 4 triệu 200 ngàn. Rồi, đi sâu hơn về chiếc đồng hồ này thì new 100% full box và bọn em lấy trực tiếp từ đại lý phân phối Trường Hoan của Olympianus ở thị trường Việt Nam các bác nhé. Có đầy đủ tem, hộp sổ thẻ, không thiếu một cái gì cả. Và là hàng new 100% full box. Dây Jubilee mắt nhỏ này. Dây này đeo rất sướng, nhẹ, thoát mồ hôi tốt và rất sang khi mà lên tay. Đấy, và cực kỳ ôm tay nữa các bác nhé. Khóa thì là khóa gập một bên logo của Olympianus và giật. Về thiết kế thì chúng ta có thể thấy là niềng băm khiến cho chiếc đồng hồ chúng ta trở nên khỏe khoắn hơn rất là nhiều, và niềng băm này thì sẽ là niềng băm được đánh bóng các bác nhé, rất sang và lung linh đấy ạ. Phần càng thẳng đặc trưng của Rolex rồi này, rất thẳng nhé. Vì vậy mà con này size 36 nhưng mà các bác để ý này, lên cổ tay 15.7 nó chỉ vừa đẹp thôi. Đấy các bác nhìn thấy không? Vừa đẹp luôn. Cho nên nếu mà anh em cổ tay nhỏ và vừa loanh quanh tầm 16 cm đổ xuống đeo size 36 thôi các bác nhé. Đấy ạ. Kính sapphire nguyên khối có giọt nước giúp phóng đại ô lịch ngải lên. Đối với bác nào mắt kém thì rất là thích tính năng này đúng không ạ? Núm thì là núm cổ trai nhé. Cho nên là những cái con Olympianus Sportmaster thì nó rất khó để vào nước. Nhưng anh em phải chú ý cho em này. Khi mà mình chỉnh sao nhé, mình vặn ra để mình chỉnh giờ. Ví dụ mình vặn ra để chỉnh giờ, chỉnh ngày xong. Thì các bác phải vừa kéo ra để chỉnh giờ chỉnh ngày xong nhé, các bác ấn vào nhé, các bác phải vừa ấn vừa vặn vào cho em nhé. Rất nhiều bác quên cái thao tác này, cực kỳ nhiều bác quên cái thao tác này, thế cho nên là nước nó có thể bị vào. Trước khi mà các bác đã đóng cái núm này vào rồi thì gần như là không bao giờ phải lo ngại về vấn đề vào nước cả đấy, nói thật với các bác là như thế. Rồi thì với chiếc đồng hồ này thì đáy kín, các bác chú ý nhá, đáy của nó đáy kín và có tem của nhà phân phối Trường Hoan này, bởi vì đây là trực tiếp bọn em lấy từ đại lý phân phối Trường Hoan. Kính sapphire thân thép không gỉ Japan mồ mần, máy thì là máy của Seiko, quá ngon rồi đúng không ạ? Đấy, thiết kế thì rất là đẹp mà giá thì rất là mềm, 4 triệu 200 ngàn, bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi, riêng dây vỡ bọn em hỗ trợ là 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện hỏng phách. Mọi thông tin liên hệ thì em để phía dưới phần tiêu đề cũng như là mô tả sản phẩm. Tất nhiên là đối với những sản phẩm giá trị cao như này mong các bác thông cảm là bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đơn hàng. Cái này mong các bác thông cảm cho em Minh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.